thích thích thôi. Trời ơi, khỏe quá, thích thích thôi, khỏe. Mấy anh gầy, mệt mỏi. Hôm nay được nghỉ thảnh thơi nữa, trời ơi. Mà Con ơi, anh nó mùng 7 hạ đi rồi đó. Con ngồi vậy chồng giùm em cái hạnh ơi. Sẵn lấy cái gỗ với cây kéo ra cắt mấy trái hạnh nè. Rồi tới nữa hả? Mới tối nghỉ hơi số khỏe. Trời tới nữa. Rồi làm cái gì? Giờ lấy cái kéo, cái gỗ ra cắt hạnh vô cái gỗ đó. Xong á, cái lấy cái len đào lỗ rồi để cái hạnh xuống chồng nó đi. Rồi cái gỗ với cái kéo bỏ chỗ nào? Nói chuyện nghe mắc cười quá à. Để đầu tao. Ông kiếm gì cho nó hả? Kéo cái gỗ với kiếm gì chạy? Ông kiếm gì cho nó hả? Kéo với cái gỗ với kiếm gì chạy? Kéo cái gỗ thì vô trong bếp lấy. Sao đi đầu nó lấy? Ai biết, mà nói trên đầu. Bươn kiếm này có không? Tưởng đâu là khỏe rồi. Hết tết là hết chuyện rồi. Giờ tới nữa. Hết chuyện này tới chuyện kia. Hoài. Chắc cây này. Tối ngày. Coi chồng phải cắt hạnh như sao. Tối. Gì nữa trời? Trời ơi, ngu gì mà ngu dữ vậy trời. Thì bà kêu cắt trái hạnh. Cắt trái hạnh là ta cắt cái dây kéo gì nè. Ta cắt cái gì nè. Đó. Ta cắt cái gì? Đừng có vô, đừng có đi vô. Thôi mẹ cái hạnh người ta rồi. Cắt gì vậy? Thở ra chở xíu nữa chắc banh cành cái hạnh thôi rồi. Ai biết. Biết đâu. Kêu không nói không rõ ràng. Cắt cái cuốn hạnh. Cắt cái hạnh. Cắt y chang vậy, cắt cái hạnh. Chỉ rõ ràng. Làm sao người ta biết. Chút xíu nữa là bà nghỉ cho ăn cơm luôn rồi. Nhờ phân bà ra kịp. Không thôi là thấy mẹ rồi. Chỉ phải chỉ rõ ràng người ta mới biết được người ta làm. Cắt cái cuốn thì nói cắt cuốn hạnh, kêu cắt cái trái hạnh. Ông hỏi tao cũng không biết đường mòn nữa.